Ôi, hai tạ cái cỗ quan tài này. Rừng chè San Tuyết ở đây thì nó hết đâu đó phải rơi tầm khoảng vài trăm cây. Người Trung Quốc họ sang tận nhà mình, họ ở đây họ vâng, làm à? Vâng, vâng. Quý vị các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nếm đang có mặt tại một cái vùng chè rất là nổi tiếng của Việt Nam, đó là vùng chè Tủa Chùa. Tại đây thì chúng ta đã từng tới đây trong các tập trước rồi, với những cái gốc chè mà nó tầm vài người ôm như thế này, đã được Hiệp hội Cây Di sản Việt Nam là công nhận và cũng như là được tỉnh bảo tồn. Thì ngày hôm nay đang quay trở lại đây để có thể là thưởng thức cái vị chè đấy. Lần trước thì mình uống thử chè đấy rất là ngon nhưng mà mình không có quay lại. Chúng ta đang ở trong cái bản Hấu Chua, xã Xín Trải. Và cứ nhắc đến Xín Trải của Tủa Chùa thì chúng ta sẽ nhắc tới chè. Nào mọi người hãy cùng với cả Nếm đi tham quan ngôi bản này. Trong này thì không có sóng điện thoại nhưng mà đã có điện rồi. Có điện để cho bà con phục vụ cái việc là sản xuất, sinh hoạt. Thậm chí là bên ngoài kia cũng có một cái nhà máy chè nữa. Ấy à, bà con đang làm gì này mọi người này? Em chào các anh nhá. Em đi quay chè. Vâng ạ. Ôi, các anh đang làm gì đấy? Làm cắt tay, không biết nói tí. À, làm ấy à? Có người thăm mắt à? Không, là bán thôi. Không, làm để bán à? Làm để phòng, bắt. Để phòng á? Đây. Thế cho em quay tí được không? Em xem. Vâng, hay quá. À, đây là một cái cỗ quan tài ở trên này à? Đúng không? Cái cỗ quan tài này là làm bằng gỗ gì đấy anh? Hả? Làm bằng gỗ gì đấy? Gỗ này á? Vâng. Thôi giờ như thế này. Cao. Chẳng biết. Mấy cái chỗ khe này thì bà con đang cho cái mùn vào để xong rồi cho nó đúng không? Cho khỏi mọt. Cho nó khỏi mọt. Ui, cái cỗ quan tài này được ghép bằng 4 mảnh. Như thế này thì là không bận mở được lên rồi anh? Cái làm tivi à? Vâng, mở lên kiểu gì đấy ạ? Đây là nặng lắm á? Ui, 4 người mới nâng được cái nắp này lên. Đã, còn thế bao nhiêu người mới khiêng đi được? Đấy. Bất cứ một cái hộ gia đình nào ở trong cái thôn Hấu Chua này đều có những cây chè cổ thụ như thế này. Mọi người thấy chưa? Nếu như chúng ta mà không để ý kỹ thì cứ tưởng là một cái cây lấy gỗ nào đó, nhưng thực chất đây là cây chè. Và cây chè này thì đã có tuổi đời cả trăm rồi, cả trăm năm. Này mọi người nhìn này, cả một cái rừng chè phía trước mặt kia. Rất rất nhiều hộ gia đình có chè. Những cái ngày mà sương mù thì các bạn thấy những cái cây chè này được đan xen trong cái lớp sương, trông nó khá là đẹp. Ở đây thì trên mỗi cái thân cây chè này đều có những cái rêu phủ kín luôn. Để mình xem độ cao ở đây là bao nhiêu mét so với mực nước biển nhé. Ở đây một từ từ án một số đang báo là 1314. Mình chờ một chút để cho GPS nó nhảy. Đây là 1302, 1300 mét so với mực nước biển, rất là cao. Đi sâu trong này còn có nhà nữa không anh? À hết rồi. À chỉ có hai hộ trên đấy thôi. Đây. À, đẹp không anh? Đây đào đây ra quả luôn rồi chứ không phải là hoa nữa rồi. Đào ra quả luôn. Tết chơi quả cũng được ấy. Tết chơi quả cũng được ấy. Anh nhà đâu đấy? À, bọn em Tủa Chùa. Hải Phòng. Bọn em Hải Phòng. Em mãi tới Hải Phòng lên mà. Năm ngoái cũng lên một lần rồi, năm nay lên lần nữa. Vâng, em ở dưới Hải Phòng lên. Kênh YouTube là Tỉnh Nếm đúng không? À, vâng, đúng rồi, Nếm. À, sao anh cũng xem à? Có xem bao giờ chưa? À, có xem à? À, xem nó đúng rồi. Vâng. Cũng nổi rồi. Đây này. Cũng thấy anh đi du lịch khắp nơi mà. À, đúng, anh đi du lịch khắp nơi đúng không? Em hôm nay không phải học à?
Có bạn có bạn gái chưa? Chưa, thế mà đi chơi bạn gái chứ anh thấy chợ phiên có nhiều cô con gái xinh. Không phải là bạn gái, là bạn vợ thôi. À, thưa có... bạn bắt rồi à? Ôi. Các anh không biết đây là gỗ gì à? Hay không biết tiếng tiếng gỗ gì cơ? Gỗ chua. Gì cơ? Thế là chua chua này. Chua. Cái quả chua chua này. À, quả chua chua này. Kia là gút chua. Ôi, cái này gỗ chắc nhở? Nặng lắm. Nặng lắm đấy. Mọi, mọi người thấy thịt gỗ rất là đỏ này. Nó nhìn cũng nằm vào không bao giờ mục. Cái này là tất cả là hai tạ. Hai tạ? Hai tạ cái này gỡ. Ui. Bên này thì sâu không bao giờ ăn được đâu. Sâu nó sẽ không ăn con cây này ạ. Ôi, hai tạ cái cỗ quan tài này. Cộng với lại người nữa. Cái này mình có khắc chạm trổ rồng phượng gì không? Hay chữ gì không? Không. À thế à. Chúng ta đã biết thêm được một cái văn hóa, đó là làm cỗ quan tài sẵn để chờ sẵn các bạn ạ. Đấy là điều rất là thú vị. Cái việc mà lo hậu sự trước thì nó là một điều đương nhiên thôi. Nhất là các bạn mà tìm hiểu về các đời vua chúa ngày xưa đấy, thì họ cũng làm lăng mộ trước khi mà họ chết. Cũng rất là một cái điều rất là hay. Đây là chúng ta sẽ quay trở lại với cái việc là đi tham quan cây chè. Mình đang thấy là cái cây này nó bị mục hẳn một cái gần hết toàn bộ cái thịt gỗ rồi các mọi người. Đây, nó chỉ còn lại cảm giác như là chỉ có một cái đoạn này là có sức sống để lấy nhựa lên thôi. Còn lại thì toàn cái cây này nó đã bị mục giữa hết rồi. Nhưng mà nó là cây được bảo tồn nên không ai dám đốn hạ nó cả. Mặc dù trên lá nó vẫn xanh tốt. Hình như là đâu đó một năm người ta chỉ thu hoạch ở đây một lần thôi sao ấy. Một năm. Đây là chè, là một cái loại đặc sản của Việt Nam. Đây, lại một cái gốc cây nữa. Sắp là làm lũa chè được đấy các bạn ạ. Mọi người nhìn này. Đấy, nó giống tếch luôn. Nó giống tếch không có gì luôn ấy. Không biết là có đây rong rêu bám phủ đầy luôn. Nếu mà nói về chơi chè ấy, thì những cái dòng chè đắt nhất thế giới thì đang thuộc về Trung Quốc. Trung Quốc hoặc là Đài Loan thì hai đất nước đấy họ tiêu thụ chè rất là lớn. Thậm chí có rất nhiều những cái doanh nghiệp chè của Đài Loan đã vào Việt Nam để đầu tư những cái đồi chè ô long chẳng hạn. Họ rất là thích chè của Việt Nam. Thậm chí là mình có nhớ là một vài lần mà nguyên thủ của Việt Nam đón các nguyên thủ của nước ngoài tới thì cũng sử dụng chè để mời. Thì đấy cũng là một cái điều rất đặc biệt để quảng bá hình ảnh và những cái sản vật của Việt Nam quý hiếm. Đây, chè nhiều lắm. Cuộc sống rất là yên bình, ở một cái độ cao như mình nói vừa nãy là 1.300m, giữa một cái bầu không khí trong lành. Và hít thở thôi, chỉ cần hơi hít nhẹ thôi là chúng ta đã thấy là vài lít oxy nó vào trong phổi của chúng ta rồi. Ở đây mình phải lưu ý cho các bạn nhé, các bạn nên hít nhẹ thôi. Hít mạnh quá là nhiều oxy vào phổi đấy các bạn ạ. Trong lành quá. Bà con cuộc sống tự cung tự cấp, tự nuôi gà này, tự trồng rau, thậm chí là đây có những cái dàn su, dàn bí để cho bà con có thể là nấu canh. Đây là một cái cây chanh nhưng mà hình như nó không có quả các bạn ạ. Chắc nó hết mùa hay sao? Sau này nếu như mà mình già có lẽ là mình cũng sẽ kiếm cho mình một mảnh đất ở Điện Biên hay là Cao Bằng, những cái nơi mà mình rất là yêu thích để cho mình có thể là tận hưởng cái bầu không khí trong lành này. À, trong này có một đây. Cái đàn chó mới sinh trông xinh xắn cho mọi người này. Đấy, vừa nãy đi đường mình còn thấy cả chó mông cọc nữa. Cũng rất là văn minh khi mà ở bản Hấu Chua này bây giờ cũng có một cái bể nước cộng đồng để cho có bà con có tiện sinh hoạt. Đây là các chị. Các chị giặt quần áo à? Cười tươi thế. Chào mọi người nhá. Ồ, nước này nước lấy từ đâu về chị? Nước này từ đâu về đấy? Chị Bâu à? Chị Bâu là không biết à? Cho em xin một gáo nước nhá. Ồ, đây có nước sẵn này các bạn này. Để mình rửa mặt tí. Nước này nước sạch á. Ui, lạnh thế nhờ. À. Nó chị giặt quần áo có một mình thôi à? Giặt quần áo mỗi mình thế à? Chị Bao là tiếng ấy à? Tiếng giặt quần áo mỗi mình thế á? Chị có biết chị tên là gì?
Chị ơi, chị tên là gì đây? Hả? Chị Bao ạ? À, thế chắc là chị không nói được. Ô, những cái vườn rau này bà con dùng gỗ rào lại trông hay nhở? Giá như này thì gà qué rồi trâu bò nó không ăn được đúng không? Rồi lợn nữa. Thế mới có. Xinh nhở? Trông hay thật đấy. À đây nữa có hàng rào gỗ đây này, đây. Chúng ta nhìn cái hàng rào gỗ này mới là uy tín đây này. Có một cái điều rất là hay là gần như các hộ gia đình ở đây đều sử dụng gỗ hoặc là tre để làm cái hàng rào ngăn trâu bò. Đây, mọi người thấy không? Rất là kỳ công. Và trước cửa nhà là một cái mảnh ruộng luôn. Đấy. U cha, ở đây có một cái cây chanh đào bà con trồng. Hình như là mọi người không ăn hay sao mà mình thấy là quả sai chữ chịt luôn. Quả này phải bằng một cái nắm tay, Phú nhờ. Chanh đào này ngon lắm đây này. Chanh đào này là mà ngâm mật ong hay là ngâm muối ấy. Chữa viêm họng rất là tốt. Đây này. Đây chính là cái hộ gia đình mà lần trước mình có quay và có một cái hàng rào gỗ ở phía trước kia. Đây, cho anh chị em xem đây. Thậm chí là bây giờ bà con cũng nuôi nhốt cái con lợn vào rồi để cho nó đỡ quậy phá. Hoặc là bây giờ đang dịp cận Tết nên là người ta sẽ nhốt vào để sau này dễ thịt, dễ mổ. Đây, cái hàng rào gỗ này đẹp chưa? Này, khu chuồng lợn đây. Đấy. Các chú lợn nằm chờ sẵn đây rồi. Ôi chào. Lợn mẹ với lợn con đây này. Xin chào. Lợn trên này thì rất là ngon luôn. Mọi người chỉ cho ăn ngô thôi. Không có cái tám tăng trọng gì cả. Ôi, đàn lợn nó yêu chưa Phú ơi? Bé tí mới đẻ này. Nhờ. Yeah. Gần chục con, đôi, bốn, sáu con. Có mấy con nó còn lang lang nữa kìa. Năm là có xem đàn lợn đấy. Ở đây cây mận nở hoa đẹp chưa này. Đấy, cây mận. Hoa trắng muốt. Đâu có quả đâu, tớ chưa nhìn thấy quả đâu. À, đây tớ thấy rồi. Đây. Quả trái mùa ở đây này. Đây đúng không? Yeah. Xịt, ui, vừa được mà đã đứt rồi luôn này. À, mời mọi người ăn mận cùng mình. Thấy không, thấy rõ không? Không ai nghịch dại, chua quá các bạn ạ. Chua quá. Đâu, cái này á. Đâu, xem nào. Có vẻ như kiểu bà con ở trên này trồng chè theo cái phương pháp là tự sinh, tự diệt ấy. Cứ để nó kiểu, nếu mà theo nông sản người ta hay gọi là organic ấy. Không chất bảo quản, cứ để môi trường nó tự sinh tồn thôi. Nên đâm ra là những cái chè nó sẽ bị sâu mục bên trong như này. Thế nên khi mà chúng ta tiêu thụ chè ở tổ chùa, các bạn sẽ thấy an tâm về cái chất lượng. Đấy nữa, cây này cũng bị rỗng. Ô, tài nhờ, rỗng tích này. Đấy. Rỗng luôn. Quần thể chè San Tuyết, thôn Hấu Chua, xã Chín Trải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Một cái biển bằng đá granite đỏ. Nhưng mà mình thấy tự dưng nó bị chắn mất cái tầm view đằng sau, bởi vì đây có một con đường rất là đẹp đây này. Nhưng mà thôi, xây dựng rồi thì cứ để nó ở đây đi. Mọi người thấy cái con đường này chưa? Con đường ở phía sau cái bảng ấy, rất là đẹp. Dùng chè San Tuyết ở đây thì nó hết đâu đó phải rơi tầm khoảng vài trăm cây. Hoặc là cả ngàn cây nếu mà tính cả xã ra. Ngay từ chỗ trung tâm ủy ban xã Xín Trải mình đã thấy rất nhiều chè rồi. Cây này là có số 76. Anh em thần số học có thể tham khảo nhé. Bây giờ là các bạn mà xem video mà vừa mê chè lại vừa mê thần số học thì có thể là tham khảo. Mình đi kiếm một cái cây nào nó có biển chữ đẹp đẹp tí nhá. Cây này là cây số 78.
Đây là cây 77. Ô, oh, sao đây lại có một cây 78 nữa kìa. Có thể là cái số ngoài kia nó hơi bị mờ nên là mình đọc không chuẩn đâu. Ui, gốc này, rễ chè này. Rễ chè đẹp chưa? Đây, anh chị em có nhìn rõ không? Đây, mọi người nhìn kỹ lại gần đây, nhìn kỹ hơn này. Đấy, gốc chè này. Nó uốn, nó giữ đất đẹp thật đấy. Tuyệt vời. Việt Nam của chúng ta có nhiều những cái sản phẩm như này. Mình rất là tự hào. Mình không biết các bạn có tự hào hay không, nhưng mà đối với mình thì mỗi bất cứ một cái sản phẩm nào mà bán được giá nó nhiều tiền tí cho nước ngoài thì mình đều rất là tự hào. Cà phê, chè, hồ tiêu, thứ Việt Nam đúng là đỉnh. Ở trên này có một cái homestay thì họ đang xây dựng. Sau này mọi người có thể tới để nghỉ lại. Đúng cái chỗ mà mình gửi xe đây. Nghỉ lại homestay đây để thưởng thức chè san tuyết. Rất là vui khi ngày hôm nay mình đang được ở trong nhà anh Tăng để thưởng thức cái loại đặc sản mà không phải là ai cũng có cơ hội để thưởng thức. Và vừa nãy mọi người có nhớ là mình có nhắc ở ngay ở trên đầu nhà kia, đó là những cái sản phẩm như là chè san tuyết này rất là nổi tiếng và thậm chí là được rất nhiều những cái thương lái Trung Quốc hay là Đài Loan họ thu mua. Nói có sách thì mấy có trứng thì anh có thể, vừa nãy hình như là anh kể với em là người Trung Quốc họ sang tận nhà mình, họ ở đây họ làm à? Vâng, cùng ngồi lại ăn uống, ngồi lại như là làm. Ồ, làm đây. Và làm đây như là cũng cùng ngủ trong nhà này, như là làm ăn đây. À, tức là cứ mỗi năm họ sang một lần. Thế là mùa năm như là cũng là mùa vụ như là 2 tháng này, 2 tháng là mùa vụ. 2 tháng là một vụ. Vâng, như là mùa năm như là 4 vụ. Bốn vụ. Thế họ ở đây cả năm hay là họ ở mấy ngày? Cả năm là mưa như là không về được, như là không mưa như là cũng về làm chè đây, như là mùa năm như là thu được 4 vụ này. Mùa năm 4 vụ. Tức là người Trung Quốc ấy. Theo như anh bảo là anh ấy, người ta với, tìm với người Lào này, người Lào đó. Vâng, người Trung Quốc với người Lào về làm đấy. Và đây họ làm đây. Và thu mua và làm đây luôn. Thu luôn, thông là cái thu chết chè tôi nhưng nó cho người Trung Quốc người Lào nó mình tự làm thôi. Mình tự làm, mình tự là sau kết chọn này. Như là sau lưới như là máy vò lưới như là đi phơi lưới như là đúng cái bò nó ô tô chạy đi sang cửa khẩu Tây Trang này. Vâng. Yeah. Tức là họ muốn là được chế biến theo cái công thức của họ nên họ phải sang đến tận nơi đây họ làm, và họ cũng ăn ngủ ở tại nhà anh Tằng luôn. Nhưng mà mấy năm vừa rồi là dịch là họ không sang được nhỉ? Vâng. Như là cũng là mùa năm như là cũng là không mưa, như là phải làm 4 vụ này về 4 lần. Như là mưa như là cũng là hay. Vâng. Đấy, mọi người thấy chưa, cái sản phẩm của Việt Nam nó nổi tiếng như thế. Đây là mình đang rất là hồi hộp để được thưởng thức chè san tuyết đây. Hy vọng là chè san tuyết của Việt Nam sẽ luôn luôn giữ được cái thương hiệu và phát triển hơn, nâng giá, giúp cho bà con có thể là có thêm những cái nguồn ngân sách. Để là, anh có biết là cái cây già nhất ở đây là bao nhiêu tuổi không? Thế là cũng là không biết, nhưng là cũng người già bảo là một cái cây to bản thế này là phải gần 400 năm đấy. 400 năm. Đấy. To nhất. 400 năm. Vâng. Tức là nếu như ví dụ bạn nào mà có đam mê chè mà bây giờ ngay lập tức các bạn ra trồng trồng chè thì tầm khoảng 10 đời sau các bạn con cháu của các bạn mới hưởng được. Đấy, nói chung người ta gọi là 100 năm trồng cây cơ mà. Nên là rất là kỳ công anh nhỉ. Vâng, thế là cũng là cái chè này cũng là lệnh bao nhiêu cũng không chết. Vâng. Vâng, như là cũng là mùa lạnh bao nhiêu cũng không chết. Mùa đông là cũng lạnh bao nhiêu cũng không chết. Nó rất là khỏe. Và khỏe đấy. Nó khỏe như là cũng là không chết. Nó khác hẳn với chè dưới Thái Nguyên đấy. Chè Thái Nguyên mang lên đây chắc là chết. Nó chè này mà mang xuống xuôi chắc là chết. Nó phải nóng quá nó chết. Cái chè này như là cũng là trồng như là mình không phơi, không phơi là không trồng phanh này. Mình nói cái đó là tối như là mình tự trồng, như là cái chè nó tự tấu đi. Vâng. Như là mình nó người Lào với người Trung Quốc nó về làm như là cũng là mình thử như là pha là trồng cái phanh như là Trung Quốc không lái, như là Trung Quốc về thử thấy như là không pha cái gì, như là người Trung Quốc thấy cái chè này. Phú có dịch được không? Hình như là trồng mà không có phân à? Không có phân. Trồng tự nhiên. Nếu mà bón phân thì họ sẽ không lấy. Thì có phải em dịch như thế đúng không? Đúng rồi. Như là người Trung Quốc biết, như là người Trung Quốc mang thì mang cái máy nó kiểm tra như lo là lo này. Lo như là cũng là không có phân, như là người Trung Quốc lái lừa mùa vụ như là lý thị, như là cũng năm nào cũng thế. Như là cũng có cú ví, như là không về lừa. Như là năm nay như là bọn là về như là chưa biết được. Vâng. Hào gì cơ? Tính mọi là hào chô. Hào chô. Chô là chè ạ?
chùa. Tên mộng là học chùa, tên mộng là học chùa. 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 Nó cũng nó hay là học chùa này. Hình học chùa có phải không? Học chùa uống chè này. À, cái bản này là bản uống chè à? Bản là chè nó chè học chùa. Tên mộng là thấy là tên phổ thông như là bạn này là bạn uống chè. Vâng. Em mời anh. Em vâng, mời vâng. Anh uống nữa. Vâng. Học chua đấy. Học chua đặc quá. Và học chua này. Học chua nhá. Học chua nẻ do này. Cái chè to. Lau là cái này là không hút chích không như là cũng là bay hơi. Bay. Sẽ bay hơi đúng không? Vâng. Cái này như bay cái thịt thôn này. Cái này như là không hút chích không này. Cái này như là vâng, cái này là mới như là cái này là vỏ ra không lá. Mình có đọc qua một số thông tin trước đây thì vậy, nếu mà mình nhớ không nhầm thì cái chè San Tuyết này nó khác với cả chè ở những dưới xuôi, đó là nó sẽ sinh sôi ở phát triển ở cái độ cao ít nhất là trên 1000m. Và trên 1000m như thế thì cái tính chất gì nhỉ? Cái chất gì mà nó gây đắng ở trong chè thì gần như nó sẽ không có. Nó sẽ không có như là những cái chè mà chúng ta dùng ở cái trồng ở dưới xuôi đâu. Nếu như mình nói đúng thì các bạn hãy để lại trong phần nhận xét nhé. Còn nếu mà mình nói sai thì mọi người hãy để lại cái thông tin chính xác. Nhưng mà mình chỉ nhớ là chè San Tuyết nó sẽ không đắng như chè dưới xuôi. Đúng không anh nhỉ? Và cái này là cũng là 2 tháng một lần. Không lắm. 2 tháng một lần. Và 2 tháng một lần, thông một lần. Cái uống này có mất ngủ không? Ngủ cũng không bằng ngủ. Không bằng ngủ, không luôn. Không ngủ được. Cũng không không ngủ. Chè là không ngủ được. Mình có ví dụ như là mình có lái vợ mấy như là ống chè nó thoải mái là không ngủ được. Sạch chè kiếp nhá. Anh em mà đêm tân hôn mà muốn thức lâu tí thì làm một cái bình chè San Tuyết này về là mình làm thức cả đêm luôn. Mình là ví dụ như là mình vừa làm chè vừa uống chè nó không ngủ được. Nhưng mà cứ là kẹt lên này. Thế tức là nó cũng có chất gây mất ngủ. Là kẹt ngày cũng không buồn ngủ. Vâng. Nhưng mà có một cái hay là chè này có một cái chất chống não hóa đấy. Nếu chúng nào uống đầy đủ, đều đặn và ít thôi thì chúng ta sẽ trẻ lâu. Đấy anh trẻ, anh năm nay bao nhiêu rồi? Nhà sinh năm 78. Sinh năm 78. Ui, thấy chưa? Thấy chưa? Đây có sách mà anh chứng chưa? Đây nào. Dạ đấy. 78 là anh hơn em 12 tuổi. Thế à? Tức là năm nay là anh 45 rồi. Đấy mọi người thấy không? 45 tuổi. Ấy lại thêm một cái bí kíp nữa. Anh em uống chè lâu là phải uống nước chè thức cả đêm cùng với vợ sao chè mọi người nhá. 78 đấy, rất là trẻ. Em nói thật đấy, em tưởng là anh là chỉ 84, 86 thôi. Không, bạn Phú công nhận đâu. Đúng rồi. Thật. Nhưng là cái chú này sinh năm bao nhiêu chú ạ? Bằng tuổi em ạ. Vâng. Công nhận anh trẻ thật. Trẻ. Đây mà mọi người nếu mà mọi người thấy anh Tăng trẻ thì hãy để lại trong nhận xét nhé. Ví dụ như là mình ở cái vùng con này như là không nóng là mình không già như. À, vùng lạnh thì mình đấy. Vùng lạnh như là không già. Má mình cứ hay hay đỏ đỏ anh. Và giống như em bàn bơi thú này. Vâng. Ôi, có lẽ là trong cái video ngắn ngủi này thì mình đã quay trở lại với cả tổ chùa, đến với cả hấu chua để giới thiệu chè San Tuyết. Và mình rất mong muốn là nông sản của Việt Nam sẽ luôn luôn được các nước trên thế giới ưa chuộng, nhất là những nước giàu, bởi vì họ sẽ chi rất nhiều tiền để mua được những cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam theo cái công thức organic như thế này. Bà con chỉ cần là trồng chất là đủ, chứ đừng có mà trồng tràn lan nhiều quá. Và nếu được thì hãy bảo tồn những cái cây chè này để cho muôn muôn đời sau nữa có những cái sản phẩm như đời con, đời cháu anh sẽ được tiếp tục bán này anh nhỉ? Và tiếp tục bán. Chúc cho bà con hấu chua chín trải tổ chùa sẽ phát triển được cái dịch vụ này. Và nếu như mà những người mà xem video mà họ muốn ngủ lại để xem anh sao chè thì anh có cho đồng ý ngủ không? Đồng ý như là thoải mái và đồng ý thoải mái. Mình bán gà bán lợn cho họ nhờ. Thấy là cũng là anh em nó về như là thoải mái như là nhỉ. Tên người Lào người trong cũ về như là cũng là anh em thoải mái. Đúng, đúng không? Giống như một nhà này. Vâng, giống như một nhà như là cũng là một cái nồi cơ nó nấu cơ kệ lợn. Cả nhà ăn hết. Vâng. Thế em cảm ơn anh nhá. Chúc anh năm mới mạnh khỏe nhá. Và khỏe nhá anh em. Vâng, năm sau quay lại thì tới nào tới mùa chè thì em sẽ tham ba. Tham ba như là có chè như là về. Vâng. Về là như là người Lào nó bảo là tham ba là về đường như là về. Sau như là anh em nó về xem cái người Lào người trong cũ nó sau chè này. À dạ vâng. Và tham ba. Tham ba là có chè. Bye bye nhé.